giá trị yêu thương, xây dựng môi trường học tập an toàn, đổi mới phương pháp dạy và học, lắng nghe, đồng hành và chia sẻ. Tất cả những thay đổi đó đã được các nhà trường trên địa bàn huyện Gia Lâm triển khai và thực hiện đồng bộ trong thời gian qua. Lấy cảm hứng từ chương trình Happy School của UNESCO, mô hình trường học hạnh phúc được triển khai thí điểm từ tháng 4 năm 2018 ở một số trường học của thành phố Huế và dần được nhân rộng trong khắp các tỉnh thành cả nước. Nhận thấy ý nghĩa to lớn của mô hình, tháng 1 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Công đoàn ngành giáo dục thủ đô đã triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc theo kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo và người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm học 2019-2020, các cấp học trên địa bàn huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm xây dựng thành công mô hình này. Theo các nhà nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, một trường học hạnh phúc gồm có 21 tiêu chí. Trong đó có 3 tiêu chí quan trọng mang tính cốt lõi là yêu thương, an toàn và được tôn trọng. Làm tốt 3 tiêu chí này, mỗi học sinh, giáo viên sẽ thấy hạnh phúc và hạnh phúc thực sự, chứ không phải là sự ép buộc. Đây cũng chính là nhu cầu tự thân, là động lực để các thành viên trong các nhà trường cùng phấn đấu, tạo dựng một môi trường hạnh phúc. Có nghĩa là cả giáo viên và học sinh phải cảm nhận được niềm vui, sự đam mê, tâm huyết khi tham gia các hoạt động dạy học. Và để làm được điều đó, ngoài việc biết lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của học sinh, nhà trường cần phải có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực thông qua từng buổi sinh hoạt câu lạc bộ, từng hoạt động để tôn trọng năng lực, sở trường của cô và trò. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Sở Giáo dục Đào tạo và của Công đoàn Giáo dục Thành phố, thì trong 2 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc. Thì ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, thì Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện ban hành kế hoạch liên tịch số 414 và số 05 về xây dựng trường học hạnh phúc, về tổ chức cái hội thảo với chủ đề trường học hạnh phúc, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, về ý nghĩa và các tiêu chí của việc xây dựng trường học hạnh phúc để giúp cho các trường học nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì nhà trường mà ở đó học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị. Chúng tôi yêu cầu 100% các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu các tiêu chí của trường học hạnh phúc và căn cứ vào cái điều kiện thực tế của trường mình, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các tiêu chí của trường học hạnh phúc, sẽ lựa chọn 1-2 tiêu chí cốt lõi tập trung thực hiện trong từng năm học. Thực hiện xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm đã tổ chức 4 buổi tập huấn toàn ngành, trong đó có 2 buổi trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 27 trường mời các chuyên gia về giảng tại trường, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vai trò của nhà giáo, hiệu trưởng trong việc xây dựng trường học hạnh phúc. Với chương trình Máy tính cho em, toàn ngành đã tiếp nhận 48 trang thiết bị, gồm 22 máy tính bàn, 3 máy tính sách tay và 23 điện thoại thông minh. Trong đó, gửi tặng 20 máy tính trao tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, và 28 máy tính cùng thiết bị học tập, tặng học sinh lớp 9 của huyện Gia Lâm. Hưởng ứng cuộc vận động, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, ngành giáo dục Gia Lâm đã ủng hộ gần 500 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch, tặng 73 suất quà giá trị 150 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trường Mầm non Phù Đồng được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2018. Đây là ngôi trường có truyền thống dạy và học nhiều năm nay của huyện Gia Lâm. Đã từ lâu, trường Mầm non Phù Đồng được coi là ngôi nhà thứ hai của nhiều thế hệ học sinh nơi đây. Ở đây, nhà trường không chỉ chú trọng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, mà còn có nhiều hoạt động sôi nổi, giáo dục kỹ năng sống, cũng như các hoạt động gắn kết yêu thương giữa giáo viên và học sinh. Đối với học sinh mầm non, trong giai đoạn đầu đời, thì việc được học trong môi trường hạnh phúc sẽ tạo dựng cho các em nền tảng vững chắc
để phát triển về nhận thức, văn hóa cũng như phong cách. Xác định tầm quan trọng đó, tập thể giáo viên, nhân viên trường mầm non Phù Đồng luôn lấy học sinh làm trung tâm. Nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến được áp dụng, cũng như việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, môi trường làm việc văn hóa, môi trường hạnh phúc. Sau khi được Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục triển khai cái nhiệm vụ năm học và cái chủ đề của năm học 2020-2021 đó là xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc và giao nhiệm vụ cho trường mầm non Phù Đồng làm điểm cái chuyên đề. Thì chúng tôi, ban giám hiệu nhà trường cũng đã triển khai tới 100% cán bộ giáo viên nhân viên và tập huấn cho các cô để các cô hiểu được cái nội dung cốt lõi của cái chuyên đề đó là sự yêu thương, tôn trọng và an toàn. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn lựa chọn các cái nội dung hoạt động sao cho phù hợp với trẻ của lớp mình. Thông qua các cái hoạt động xây dựng trường học hạnh phúc thì chúng tôi cảm nhận được cái thành công lớn nhất đó là cái sự đồng tình, ủng hộ của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như của cha mẹ học sinh. Các cô giáo thì chủ động, sáng tạo, tiếp cận các cái phương pháp giáo dục tiên tiến và phối hợp để đổi mới các cái phương pháp vào trong giáo dục trẻ. Thế và đặc biệt là lan tỏa sự yêu thương tới các con và với tới phụ huynh học sinh. Đó là cái thành công lớn nhất mà khi chúng tôi thực hiện chuyên đề trường lớp mầm non hạnh phúc. Khi mà nhận được kế hoạch ban giám hiệu triển khai thì chúng tôi cũng về triển khai ngay với các giáo viên ở trong khối mình. Thì bằng những cái việc làm cụ thể như chúng tôi đã xây dựng những cái biểu tượng yêu thương như là hình trái tim, hình bắt tay, rồi là hình đôi môi để giúp cho các con chọn những biểu tượng yêu thương đấy và có thể chào cô, các bạn chào nhau mỗi sáng sớm các con đến lớp. Và cái điều đấy giúp học sinh của lớp chúng tôi rất là hứng thú vào mỗi buổi sáng đầu tiên khi đến lớp. Và với những cái việc làm cụ thể, chúng tôi có triển khai thêm rất nhiều các cái hoạt động giao lưu, rồi những cái thông điệp mà chúng tôi xây dựng vào trong quá trình dạy các con thì giúp cho các con phát triển được cảm xúc của mình, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, quan tâm đến các bạn. Và với những cái việc làm thiết thực như vậy thì tôi đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực từ phía phụ huynh học sinh. Phụ huynh học sinh có trao đổi rằng là các con rất là hứng thú mỗi khi đến lớp và lúc nào các con cũng mong rằng là trời nhanh sáng để các con được đến lớp với các cô và các bạn. Trường mầm non Phù Đồng cũng như nhiều trường khác của huyện Gia Lâm đã và đang triển khai thực hiện mô hình này, cũng là để hiện thực hóa mục tiêu về xây dựng trường học hạnh phúc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định. Theo đó, để có được một ngôi trường được đánh giá là hạnh phúc, cần đáp ứng 3 tiêu chí trọng tâm: yêu thương, an toàn và được tôn trọng. Bám sát 3 tiêu chí đó, các nhà trường trên địa bàn huyện Gia Lâm đã nhanh chóng thay đổi từ tư duy đến hành động. Tất cả đều xác định muốn có trường học hạnh phúc, phải có những con người, chủ thể hạnh phúc. Chủ thể ở đây gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Theo đó, các nhà trường đã có sự thay đổi căn bản về tư duy giáo dục, bao gồm thay đổi phương pháp giảng dạy, chuyển từ định hướng nội dung sang định hướng năng lực và thay đổi hành vi. Thay đổi thái độ với phụ huynh, với học sinh theo hướng thân thiện, gần gũi, yêu thương nhưng vẫn trong khuôn khổ kỷ cương trường lớp. Ban giám hiệu các nhà trường luôn động viên các thầy cô giáo của mình thay đổi theo hướng tích cực, phù hợp với những đổi mới của ngành trong bối cảnh hiện nay. Các thầy cô đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ cho các thầy cô giáo theo đúng chuyên môn, đúng sở trường. Đồng thời, không tạo áp lực cho giáo viên. Hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh được ban giám hiệu các nhà trường chỉ đạo thay đổi theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Nhờ có môi trường giảng dạy tốt, các thầy cô giáo không ngần ngại thay đổi, sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy và học, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để mang đến cho các em học sinh những bài giảng hay, chất lượng, truyền tải những kiến thức tốt nhất và gần gũi, dễ hiểu, sinh động. Tôi nghĩ rằng trường học không chỉ là nơi trao gửi cho các con về kiến thức, kỹ năng, mà còn là nơi để nuôi dưỡng tâm hồn của các con. Chính vì vậy mà việc tạo ra một ngôi trường hạnh phúc đối với học sinh là vô cùng quan trọng. Bản thân mỗi giáo viên chúng tôi để xây dựng được trường học hạnh phúc thì chúng tôi cần phải tâm huyết với nghề, tạo dựng niềm tin đối với phụ huynh học sinh. Từ đó thì sẽ có cái sự phối kết hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh một cách tốt nhất. Bản thân chúng tôi là những giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi mong muốn tạo ra những giờ học hạnh phúc và lớp học hạnh phúc. Chúng tôi luôn quan tâm đến tất cả đối tượng các con học sinh. Và chúng tôi nghĩ rằng không có học sinh nào là học sinh cá biệt. Chúng tôi chỉ coi đó là những học sinh khác biệt, bởi với mỗi học sinh sẽ có những tính cách riêng, những cá tính riêng, và chúng tôi chấp nhận điều đó.
Chúng tôi sẽ động viên chia sẻ với các con để các con tự tin. Khi các con tự tin, các con cảm thấy hạnh phúc thì kết quả học tập của các con sẽ tốt hơn. Xây dựng trường học hạnh phúc là một mục tiêu mà nhà trường đang hướng tới. Và là một giáo viên dạy học môn ngữ văn của trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, thì cá nhân tôi thấy rằng ngoài việc trau dồi những kỹ năng, kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với học sinh, thì mỗi giáo viên cần phải có những sự gần gũi để cho học sinh mỗi khi đến lớp sẽ cảm nhận được tình yêu thương của thầy cô. Và bên cạnh đó thì việc tiếp thu kiến thức cũng sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện Gia Lâm, cùng với sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, các nhà trường đã thành công trong việc huy động nguồn lực, từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, đưa những trang thiết bị hiện đại vào giảng dạy, học tập, sinh hoạt, để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng trường học hạnh phúc, các nhà trường đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ, giáo viên và học sinh khi học tập và tham gia các hoạt động trong nhà trường, không để xảy ra các vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường. Duy trì bầu không khí học tập, lao động ấm áp, thân thiện. Mọi thành viên trong trường học, trong lớp học được yêu thương, được tôn trọng, được thấu hiểu và được đảm bảo an toàn. Phòng học, phòng chức năng phải được đảm bảo tiêu chuẩn. Các nhà trường tạo cơ hội để mỗi học sinh, mỗi nhà giáo đều được phát triển tài năng, thể hiện năng lực bản thân, tất cả cùng hướng đến sự thay đổi và tiến bộ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ trong nhà trường thường xuyên được cải thiện. Đặc biệt, cán bộ giáo viên, người lao động trong các nhà trường luôn làm gương cho học sinh, tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và chủ động xây dựng được các mối quan hệ tích cực, tốt đẹp. Thấm nhuần phương pháp dạy học tích cực cũng như hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc mà cấp trên giao phó. Năm học vừa qua, tôi đã mạnh dạn đưa phương pháp tập trung hơi thở đến lớp 6A5, lớp tôi chủ nhiệm, vào đầu các buổi sáng để các con được thân tâm hợp nhất, tiếp thu kiến thức và chủ động trong việc học tập hơn. Rồi các con được thể hiện lòng biết ơn với bố mẹ, không chỉ bằng những lời nói yêu thương và cả những việc làm cụ thể như dâng nước và rửa chân. Các con còn biết cách bảo vệ môi trường qua cuộc thi nét đẹp môi trường, qua các buổi hoạt động trải nghiệm hàng tháng, nhặt rác trong khu đô thị, thay thế túi ni lông bằng túi vải tự tiêu. Và niềm vui nhân đôi khi phụ huynh học sinh cùng các thành viên trong gia đình cùng tham gia. Còn đối với các em học sinh, sự kết hợp giữa đổi mới trong phương pháp dạy và học cùng sự thay đổi ứng xử của các thầy cô, học sinh trong các nhà trường được tham gia những tiết học hạnh phúc, những lớp học hạnh phúc thực sự. Nhằm hướng đến giáo dục toàn diện cho các em, các nhà trường đã xây dựng chương trình học phù hợp, phát triển hài hòa về thể lực, trí lực. Ngoài các bài giảng trên lớp, các em còn được tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ như âm nhạc, hội họa, tiếng Anh, tiếng Nhật, thể thao, tham quan, dã ngoại. Được các thầy cô chăm chút, yêu thương, các em học sinh được tự do phát triển, yêu trường, yêu lớp, quý mến thầy cô, bạn bè. Mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui với những điều háo hức, chờ mong. Con thấy thật hạnh phúc khi được học trong khuôn viên trường thật là đẹp đẽ. Các thầy cô luôn tận tình giúp đỡ để cho chúng con mở mang kiến thức. Ở trường, các thầy cô rất quan tâm và nhiệt tình chỉ dạy cho con. Con học tập được không chỉ những điều hay, ý đẹp, mà còn được học rất nhiều điều bổ ích và những kiến thức trong cuộc sống. Đối với con, mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, đều là một ngày hạnh phúc. Đáng chú ý, để có sự thống nhất trong cách giáo dục giữa nhà trường và gia đình, các nhà trường đã xây dựng, tạo lập mối quan hệ đồng thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh bằng cách tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ được tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, tham gia trải nghiệm cùng con em mình trong các hoạt động ngoại khóa. Các nhà trường cũng thường xuyên thông tin kịp thời về tình hình học tập của con em mình. Những thay đổi đó đã được phụ huynh học sinh ghi nhận, đánh giá cao. Bản thân tôi cũng là một phụ huynh có con theo học ở trường trung học cơ sở Cao Bá Quát, thì tôi thấy tất cả các thầy cô giáo ở đây, thứ nhất là rất tâm huyết, yêu thương, lắng nghe và đồng cảm với phụ huynh, cũng như là quan tâm chăm sóc học sinh của mình. Với các thầy cô thì luôn phối hợp rất chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục, rèn luyện và dạy dỗ các con trong việc nâng cao kiến thức cũng như là nâng cao kỹ năng sống cho các con. Rồi những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các thầy cô cũng được chia sẻ rất gần gũi với phụ huynh học sinh. Và để từ đó giữa phụ huynh học sinh với nhà trường có cái sự gắn kết để xây dựng chặt chẽ, cùng nhau xây dựng cái ngôi trường hạnh phúc. Để hưởng ứng xây dựng môi trường hạnh phúc trong trường học, thì người hiệu trưởng cũng đóng vai trò quan trọng.
Nếu hiệu trưởng biết khích lệ, động viên kịp thời thì giáo viên sẽ phấn khởi, từ đó lại khích lệ, động viên học sinh. Giáo viên dám đổi mới, hỗ trợ lẫn nhau, không chạy theo thành tích. Các em thì tự hào về ngôi trường của mình. Cái yếu tố con người ở đây đó là vẫn đội ngũ này, nhưng cần phải thay đổi như thế nào. Cụ thể nhất mà tiên phong nhất đó là hiệu trưởng. Cái người hiệu trưởng sẽ phải làm những gì để anh chị em giáo viên có thể học tập được người hiệu trưởng đó, phải tin tưởng được người hiệu trưởng đó, và nhân dân cũng tin tưởng được ở những cái đường lối của người hiệu trưởng đó. Chính vì vậy mà bản thân tôi đã phải nỗ lực và thay đổi để làm sao đấy anh chị em có một cái lòng tin đối với mình. Bên cạnh đó thì cái người hiệu trưởng lại còn phải làm thế nào để giúp cho anh chị em giáo viên, các thầy cô giáo trong nhà trường thay đổi được chính bản thân họ. Nhưng mà để giúp cho anh chị em thay đổi được thì luôn luôn phải động viên họ, phải giúp cho họ hiểu được rằng thay đổi là để tốt cho bản thân mỗi một thầy cô, để tốt cho học trò, và đấy là việc mà chúng ta đang lại niềm cái hạnh phúc cho nhau. Chúng tôi đã làm được một cái điều mà tôi cho rằng thành công nhất, đó là từng thầy cô trong ngôi trường này đã dần dần tự thay đổi mình để cùng nhau xây dựng ngôi trường hạnh phúc. Khái niệm trường học hạnh phúc là một khái niệm mới, nhưng về bản chất, trường học hạnh phúc là mục tiêu mà các nhà trường trên địa bàn huyện Sa Lâm đã và đang hướng tới từ nhiều năm qua. Làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho học sinh và giáo viên. Để thực hiện được điều này thì tất cả các thầy cô giáo cần phải nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một môi trường học hạnh phúc thật sự. Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng có hiệu quả trường học hạnh phúc thì ngành giáo dục đào tạo huyện tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các nhà trường triển khai đồng bộ các cái giải pháp để sớm đạt được các cái tiêu chí của trường học hạnh phúc. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như còn vang vọng mãi với lớp lớp thế hệ làm trong ngành giáo dục. Với đội ngũ thầy giáo, cô giáo, đặc biệt trước xu thế hội nhập sâu rộng quốc tế, trong đó có hội nhập về giáo dục, thì sự nghiệp trồng người lại càng được đặt ra cấp thiết hơn lúc nào hết. Theo đó, việc thay đổi từ tư duy đến hành động để xây dựng trường học hạnh phúc là yếu tố then chốt tạo ra môi trường giáo dục lý tưởng. Thầy cô hạnh phúc, học sinh hạnh phúc sẽ là tiền đề xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc. Khi đó, niềm hạnh phúc không chỉ bó hẹp dưới mái trường, mà còn lan tỏa, song hành cùng gia đình hạnh phúc và một xã hội hạnh phúc. Đây là việc làm không vì thành tích, mà coi đó là việc làm để mỗi nhà trường, giáo viên và học sinh thực sự thay đổi. Mặt khác, đó còn là việc làm mang tính khoa học, chứ không phải vì một chủ trương nào đó để áp đặt, khi mọi người cùng tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày đến trường. Xây dựng trường học hạnh phúc cũng cần phải có tiêu chí mở, giúp cho các nhà trường ở các địa phương khác nhau tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm đạt được mục tiêu cả giáo viên và học sinh đều nhận được niềm vui, sự thoải mái khi tham gia các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, việc tạo cảm xúc cho cả người dạy và người học là rất khó đo đếm cụ thể, mà chỉ qua cảm nhận và đánh giá cảm quan. Vì thế, muốn thực hiện được thì trước hết phải đảm bảo được các điều kiện cần như cơ sở vật chất, trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên. Một ngày mới lại bắt đầu, hành trình xây dựng trường học hạnh phúc đang tiếp tục được các nhà trường trên địa bàn huyện Sa Lâm dày công xây dựng. Bằng tình yêu, lòng tâm huyết với nghề, bằng tình yêu thương vô bờ bến, khát khao mang đến cho các em học sinh thân yêu những điều tuyệt vời nhất. Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các ngành trường sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng, có những thay đổi căn bản thông qua những chương trình, hành động cụ thể, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, để trường học thực sự trở thành ngôi nhà chung của các em học sinh, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường.